tôi đã theo sân kỳ chân chung vinh tầm nào ca này ca chạm vạ sang chung đó bóng phụ ôn bởi chế bởi đảm bây bóng ca nâng tục sát ca cho lòng rì đàn này chung mươi Covid đọc bàm buôn nơi khăn ông protê ca bởi chìa dương tầm mơ nơi ai khang khai còn đà chìa bởi xế nơi khang phụ mà sang này krong tạc máy bằng tìpết bằng ai chê chùm nế bàn bằng to chạm vạ sang chung đó bóng phụ ôn bởi chế bởi rốt đài là nơi tì nú cư miên vạ sang chùm nụt bây bởi phết miên vạ sang bởi phết Sinopharm, Sinovac đòi lại vạ sang bởi phết Covishield AstraZeneca nâng chập đào mà chạy chún vì ngày thì pram khai ưu sập hiền nít chún đào bà chế bà rốt nơi tu tiang krong tạc máy nâng bà rốt mọc bì phùm chọp nốt nơi krong tạc máy khai còn đào bà tạm về chạy mà đất lì mẹ gà đá bà thêm một tí bệnh bằng ai chạy chùm nét bàn thả lệnh thả cả chạy bà sang bằng ca chùm người Covid đọc pram buôn nơi khăn ngọm lòng bê nít phía chả ơn cư miên bà rốt mọc bì krai krong tạc máy hỏi bàn sản chạy vạ sang nơi khăn ông một tí bê chơi chùm nè nít khả nạ đại nhà thố bà nâng cầm bông tại ạ nó vọt ở vị thiên là cả bật tục phù mà xa hà ri chẳng đi bình bình nâng cầm tạc máy chạy chỉ tu tư nó cứ xin nó vạ cứ dương chạy mình thà nè để chạy nơi lực tìm mùi nơi khăn ông tí bê chơi gì nè tế xong bây tại lực tìm mùi nơi chạy trai đầm bón trai khát có dương chạy chú này còn thầy dương miền ca cầm nót chốc mùi hiểm mệnh đảm bấy rì ca đi có sông tu tuột vạ sang đảm bấy dùm một cục vinh nâng ngày nâng chú xin đồ vạ hay xin đồ phám dương ban tử tua pi cửa xuống hai và dương ban tử tua pi cửa xuống bầy rồi đồ hói dương chạm chú nẹ đài quạt chọp kèng đài mặt ai chạy chạy nơi gọi là anh quạt lưu kì môi nước bàn chẳng thật ní dương khăn mà dương cái đó dương nghiệp chóm cứ chạy xin đồ phám chú quạt hôm nay Covishield rồi có AstraZeneca nâng dương nâng chấp ram chạy nơi thằng ai ti pram hay pram hơi nâng chấm đẹp đô ti pi nên đời xa tạc mai hay nâng phụng pinh ní vì hạ đôi chia nằm bon để môi chân hôm nay dương bên ca bật tốt đầu viên tạc mai nâng phụng pinh mình ăn nhạt ở chlong cắt rồi có thưa đàn na đòi mình miên phê đã cách ấy chạm bạch thế hay phụng pinh men miên đây tham mà cả lại chứ cứ nằm bon rồi cả lại để chạm vạ sáng nó cứ chờ nà chẳng tam có xuống sa bán có miên tam crom hôn có miên chẳng tới quạt chuột kèng mình bàn chạm nơi thùng bánh quạt thử mở hồ sẽ và chạm được thì pin nơi thì đi chẳng hai chấm nôn để chạm chỉ pin xét cứ xin đồ vặn cứ trả ơn mình tiền hỗ trợ pon nè mà rồi pon nè để mà chạm được lại đi từng cái khác từng cái mình tiếp chơi chỉ nè chẳng gì chẳng đó ពលរដ្ឋមកពីក្រៅក្រុងតាក់ម៉ៅបានថ្លែងថាការមកទទួលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះមិនមានលក្ខខណ្ឌណានោះទេពលគឺយើងគ្រាន់តែកាន់កាតចាក់វ៉ាក់សាំងមកបង្ហាញគ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយការមកចាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងតាក់ម៉ៅនេះដែរគឺដោយសារតែនៅមន្ទីរពេទ្យដែលគេធ្លាប់បានទៅចាក់លើកទី1នោះគឺបានអស់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm ហើយខ្លះទៀតដោយសារតែបញ្ហានៃការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរខ្ញុំមកពីខាងកោះធំបងដោយសារតែនៅតំបន់កោះធំវាមានតាស៊ីណូវ៉ាអញ្ចឹងស៊ីណូវ៉ាមានអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ថ្ងៃត្រូវចាក់គឺខ្ញុំឡើងមកចាក់កន្លែងណាដែលមានពេលដែលហើយគឺខ្ញុំត្រូវទៅវិញបងព្រោះណាយបើថាមកហ្នឹងពួកសមាជិកគេសួរដែរថាមកទៅអីតែខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចគឺដើម្បីមកចាក់បាក់សាំងអញ្ចឹងគេក៏រីលីសឲ្យខ្ញុំមកចាក់ហើយសម្រាប់បរិយាកាសខាងនេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អហើយវាមានយុទ្ធសាស្ត្រស្មើគ្នាតាមលេខរៀងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមកពីស្រុកក្រាស់ហ្នឹងខេត្តកណ្ដាលបាទខ្ញុំចាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពព្រៃវែងនៅខាងព្រៃសរដោយសារថាគេលុកដោនទៅហើយអត់បានទៅខ្ញុំអត់បានចោះឈ្មោះទេគ្រាន់តែគាត់ខាងដែលធ្លាប់ស្គាល់នេះគាត់ថាខ្ញុំមកចាក់នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយក៏យកតាកាតឲ្យគេមកមកគេឲ្យមកដែរខ្ញុំមកពីខាងស្រុកកោះធំបងខ្ញុំដឹងតគ្នាសួរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជិះមកនោះក៏ខ្ញុំសួរតាមពេទ្យទៅចូលស្អាងចូលអីអញ្ចឹងបងចាសចាតែនេះມັນមានប្រភេទថ្នាំ Sinopharm ហ្នឹងចាមកដល់ខ្ញុំចាក់លើកទី2ខ្ញុំត្រូវចាប់លេខអញ្ចឹងចាត្មងជួចាប់ចា